Này lần đầu tiên anh. Lần đầu tiên mà nhiều nhất? Nhiều nhất thì mới đi vay về là gần 1 tỷ để trả nợ một số, còn một số để lại ở nhà. Vẫn là trả nợ một số rồi, còn một số ở nhà. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua và rất nhiều các cô chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về để cầu cứu nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đưa tin tìm kiếm người thân của mình. Đây một cái câu chuyện ở một đại một gia đình ở một tỉnh rất xa về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để tìm kiếm một người vợ thân yêu của mình. Câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào toàn thể gia đình mình nhé. Xin chào các em. Rồi, em trai em có thể em giới thiệu em tên là gì em? Em tên Nguyễn Văn Đoan anh. Nguyễn Văn gì em? Nguyễn Văn Đoan. Loan nè. Dạ. Đoan Đoan hay gì? Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 1991 anh. 1991, năm nay 23 tuổi đúng không? Dạ. Em hiện nay đang sinh sống tại đâu em? Em ở 73/2C đường 21 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức anh. Ừ, rồi. Em và đây là các chị của em phải không? Dạ. Đây là chị này, các chị là chị như thế nào? Chị vợ. Chị vợ ha. Dạ. Đây là hai chị vợ đúng không? Dạ. Và một người con. Dạ. Con gái của em. Dạ. Đúng không? Ừ. Rồi hôm nay em với các chị vợ và cùng với con gái của em về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương là tìm ai? Tìm vợ em anh. Ừ, tìm vợ. Em có thể cho các anh chị, các cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng biết được vợ em họ tên là gì, năm nay nhiêu tuổi? Vợ em tên là Trịnh Thị Mũi Em anh. Trịnh Thị gì? Trịnh Mũi Em. Em đọc lại nào. Trịnh Mũi Em. Trịnh Mũi Em. À rồi. Vợ em nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1994 anh. Sinh năm 1994. Dạ. À. Rồi. Hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không em? Có anh. Ừ, trước đây là mình quen hay là mình yêu hay là mình... Quen anh. Quen. Quen lâu không? Quen cũng có năm mấy mới lấy nhau đây, mười mấy năm rồi. Có là năm mấy cũng tổ chức đám cưới, cũng đăng ký kết hôn đúng không? Dạ. Mình cưới nhau lâu chưa em? Nay 11 năm rồi. Hơn 11 năm rồi đúng không? Hơn 11 năm rồi. Mình cưới nhau là tổ chức ở quê hay là thành phố? Ở quê anh. Ở quê ha? Dạ. Hai gia đình cũng đồng ý mà hai người cũng thực sự yêu nhau đến với nhau đúng không? Dạ. Cho anh hỏi thế này, hôm nay lý do tại sao mà em và các chị vợ và cùng với con gái của em lại về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm vợ là lý do gì? Dạ em ôm tiền bỏ nhà ra đi anh. Em có thể nhắc lại là vợ em á là ôm đi bao nhiêu tiền mà tại sao lại ôm tiền đi? Nên, vợ em tại vì em mới vừa đi vay về á, là tiền để trả nợ cho vợ em. Còn em để nhà là 500 triệu mà vợ em ôm đi hết. Em kêu vợ em để tiền ở nhà để trả nợ mà vợ em ôm đi hết. Mà trong khi đó em có người liên hệ được vợ em. Giờ mà vợ em nói là chỉ ôm đi có 300 mà. Xong rồi em mới hỏi là sao anh để lại 500 mà chị nói là có 300. Dạ em nói là đã trả nợ bớt một số rồi, còn một số rồi ôm đi anh. Cho anh hỏi này, cuộc sống kinh tế gia đình em có ổn không? Ổn anh. Ổn, thu nhập tốt không? Thu nhập tốt anh. Em trước đây có nhậu nhẹt chơi bời hay là không anh? Có tệ nạn xã hội gì em? Không anh. Mình có khi nào đánh đập vợ khi nào không? Không anh. Không à? Có mấy chị vợ em đây đều biết hết à. Anh cứ hỏi. Có này có chị vợ em làm chứng đúng không? Dạ. Rồi. Bởi vì trong thời gian vừa qua rất nhiều các anh ở các tỉnh rất xa về đây nhờ các anh hiệp sĩ Bình Dương là đưa tin để tìm vợ, bỏ theo nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà rất nhiều câu chuyện là đến khi anh em tìm hiểu ra thì cái câu chuyện nó trái ngược lại, là có người đánh đập vợ thường xuyên mà nhiều khi tra tấn vợ như thời trong Trung Cổ, vợ mới cao chạy xa bay bỏ chạy. Em không có à. Vì vậy anh em này muốn khai thác, muốn tìm hiểu cái câu chuyện nó thực sự là nó tới đâu thì mới giúp em được nhá. Dạ. Hy vọng là em chia sẻ một cái câu chuyện nó thẳng thắn và rõ ràng hơn ha. Rồi. Trước thời điểm vợ em mà ôm theo em chia sẻ là ôm theo 400-500 triệu đi. Dạ. Là ở đâu? Ở tại nhà, ở địa chỉ nhà ở hiện tại ở Thủ Đức. Thủ Đức anh. Thủ Đức ha. Dạ. Cho anh hỏi thế này, hai vợ chồng mình có sống cùng nhau không, gần nhau không? Cũng em cũng ở cùng nhau nhưng mà em đi tới lui anh, một tuần lễ em ở nhà khoảng 3 bữa em về quê em làm công việc của em. Còn trong một tuần em chỉ gặp vợ từ 3 đến 4 ngày. Dạ. Còn 3 4 ngày khác em phải dành riêng một cái công việc khác ở gia đình. Quê. Ở quê đúng không? Dạ. Vì vậy cho nên hai vợ chồng không phải là sống với nhau thường xuyên 24/24.
đúng không? Dạ. Cái tình cảm mà em dành cho vợ có nhiều không em? Nhiều á. Nhiều ha. Em thấy trong thời gian hôn nhân ấy, thì em thấy cái tình cảm vợ em dành cho em có nó có đủ không? Không anh. Không à. Vậy là vợ thường xuyên có lên mạng internet chat chúng nhiều không em? Có anh. Có à. Là em thấy là vợ những cái dấu hiệu gì bất thường, bình thường, bất thường hơn những ngày trước đây không? Có à, lâu lắm rồi. Là vợ đã có như vậy là lâu rồi đúng không? Không dạ. Phải bây giờ đúng không? Dạ. Là khoảng bao nhiêu thời gian? Thời gian này cũng lâu, cũng cỡ gần 2 năm nay. Gần 2 năm nay là em đã thấy cái dấu hiệu như vậy rồi. Dạ, mà em muốn níu kéo vì con em thôi, em muốn vợ chồng sống để vì sống để vì con thôi. Em biết nhưng mà em vẫn muốn níu kéo để sống vì con cái thôi. À, gọi là cái câu chuyện này dạ. Là vợ trong vòng cách đây gần 2 năm này em đã biết cái câu chuyện này rồi. Dạ. Nhưng có điều nó chưa rõ ràng. Dạ. Cái thứ nhất, cái hai là em cũng rất thương vợ và thương con. Dạ. Em muốn níu kéo lại vợ và để quay trở về cùng dạ. với em với con em đúng không? Dạ. Nhưng mà vợ em đến giờ phút này này cố tình là bỏ đi, mà trước khi đi là ôm theo rất nhiều tiền đi. Em có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện rõ hơn để cho các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được vợ của em đang ở đâu để báo tin cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại là 0913 785858. Hiện tại thì vợ em là hiện tại ở, có người nói là ở khu vực Vĩnh Phú với Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương mình đang ở Vĩnh Phú, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Dạ. Theo cái nguồn tin ai cung cấp cho em hoặc là hay là em tìm hiểu mà em biết trước cái nguồn tin này? Em tìm hiểu. Ừ. Vậy là em giữa em tìm hiểu, gia đình mình tìm hiểu là vợ em có cái mối quan hệ này ngoài luồng với cái người thanh niên đó. Dạ. Người ta khoảng bao nhiêu tuổi em? Cũng chừng chạc cả tuổi vợ em. À, cũng ngang ngang tuổi vợ em. Dạ. Người ta hiện nay làm công việc gì em? Em cũng không biết người đó làm công việc gì luôn á. Ừ, và là chưa biết công việc làm gì. Hiện nay ấy, thì cái mối quan hệ này là nó dắt díu nhau trên 2 năm rồi, nhưng mà vợ em có công bố cho gia đình biết không? Không anh. Không à. Dạ. Vợ vẫn nén nút như vậy. Dạ. Mình đã khi nào bắt được hoặc là mình đã có em có bằng chứng gì chưa? Đọc tin nhắn lại anh. Đọc tin nhắn là vợ vẫn để lại, vẫn thấy đúng không? Dạ. Tin nhắn là cụ thể em sao, yêu đương hay em sao? Tùm lum là đủ thứ. Có tình cảm không? Có anh. Nói chung có hết đủ thứ luôn. Dạ. Ừ. Anh thấy em một con người cũng rất hiền lành, có thể là em cũng rất chịu thương chịu khó, vì không lý do nếu không như vậy thì các chị của em, chị vợ thì không về đây để cùng em để đồng hành để tìm vợ cho em được. Dạ. Vì vậy anh đánh giá em là một con người có thể là rất trung thực. Thế còn một cái thanh niên nào đó có thể đang lợi dụng lừa đảo vợ em, dụ dỗ vợ em. Đó thì có thể là thanh niên đó chưa chắc con người ta đã là người tốt. Nhưng có thể là vợ người ta trò chuyện tán tỉnh, vợ em có thể là say nắng say mưa. Đôi khi là vợ em chưa nhận thức được thì vợ em mới bỏ nhà đi. Vợ em đi hôm đó là đi ban ngày hay ban đêm? Thì buổi chiều anh. Chiều. Vợ dạ. Em đi bằng phương tiện gì? Em cũng không biết anh, em vừa lên là khoảng tầm em đi khoảng nửa tiếng là em tới. Thời điểm bây giờ là vợ em sống với ai? Ở nhà với con em với một người cô. Vậy là vợ em trước khi đi là không thông báo cho gia đình luôn? Không ai biết hết trơn. Cứ lặng lẽ đi luôn. Dạ. Vợ ôm theo tiền mặt hay là tiền trong tài khoản em? Tiền mặt anh. Ôm tiền mặt đi. Tiền mặt với một số nữ trang nữa. Nữ trang nhiều không em? Nữ trang nữa, tiền mặt với nữ trang chắc trên 500 anh. Ồ, vậy là cái tài sản rất lớn. Cái tiền đó là tiền gia đình, anh cho hỏi một câu chuyện rất tế nhị. Tiền đó là tiền gia đình mình đi vay về để làm một công việc riêng hay là tiền đó là tiền dư? Đó, tiền em mới vừa đi vay về đấy, trả nợ cho vợ em. Vợ sao bị lợ sao? Em buôn bán sao ế ẩm lỗ lãi vậy, em cũng không biết luôn. Ồ. Nếu thế này á, buôn bán anh đồng ý là buôn bán nó có lúc mưa lúc nắng, nó có lúc lời lúc lỗ. Nhưng nếu mà buôn bán một quá trình mà đã có kinh nghiệm mà buôn bán ở ngoài chợ hoặc kinh doanh mà để mà thường xuyên thua lỗ này là cái điều khó có thể xảy ra. Dạ, đúng rồi. Ừ, đây là có thể là vì có thể là một số nhân tình, anh đánh giá một cách nó rất trung thực nó như vậy, anh nói chuyện rất thẳng thắn. Đây là có thể là một số đối tượng thanh niên quen biết lừa đảo những chị em phụ nữ mà nhẹ dạ cả tin. Đó là dụ dỗ nay mai chúng cấu véo một vài chục triệu, vài trăm triệu là gia đình mình nhiều khi là lén nút vợ, những người vợ lén nút chồng con và cứ âm thầm kéo tiền của nhà đem đi cho người khác hưởng, đúng không? Dạ. Đến khi mà báo là lời lỗ, nhưng thực sự em không có kiểm chứng, em không có tìm hiểu được cụ thể này vợ em buôn bán kinh doanh làm sao, nên vì vậy mới có cái cơ hội là lỗ như vậy. Đến giờ phút này vợ em mới quyết định là ôm một số tiền rất lớn để bỏ đi. Dạ. Ừ. Cái em nhắc lại là cái người mà đang quen mà đang em đang nghi ngờ là người bạn của vợ em, gọi là người yêu bồ á, là người ta tên là gì? Chắc không nhắc tên được quá. Có cái này bây giờ hiện nay em biết mặt. Biết mặt, biết tên nhưng mà biết mặt đúng không? Nhưng mà em có biết là địa chỉ không? Không ạ. Vợ em đi đến giờ phút này mấy ngày rồi?
Đi bữa 17, chiều 17 tháng 2 anh. Chiều 17 tháng 2 nay 21. Dạ. Ngày nay ngày thứ tư. Đúng không? Chiều nay là ngày thứ tư, hơn 3 ngày rồi. Dạ. Từ hôm vợ em đi là vợ em có thông báo cho gia đình nè, vợ em đi đâu và làm gì không? Không, anh mất liên lạc từ ngày hôm đó tới hôm nay luôn anh. Không điện thoại về cho gia đình hay là bên mẹ em hay là bên gia đình chị gì hết, không liên lạc ai hết. Có là trước khi vợ em đi là em ôm theo rất nhiều tài sản là gia đình mình được biết. Dạ. Ừ, mà chắc chắn là sẽ đi với thanh niên đó rồi, đúng không? Dạ. Thế còn đi vì lý do gì, nguyên nhân gì khác tác động nữa thì gia đình mình chưa có biết được, đúng không? Dạ. Bây giờ nếu các anh em hiệp sĩ Bình Dương mà cố gắng giúp em, bởi thấy em là một cái con người có thể nó rất chân thật, thì giúp em để tìm vợ cho em. Nhưng nếu các anh em đây mà tìm hiểu ra một cái câu chuyện thực sự nó rất đau lòng là không sống bình thường mà sống với một người đàn ông khác, mà đến khi mà vợ em phản đối ngược lại, các anh đây là chúng tôi yêu nhau thương nhau, thì lúc mà em sẽ nghĩ làm sao? Anh nói sao em không hề đó. Nếu như các anh em đây bây giờ tìm hiểu ra, dạ, vợ em đang sống với một người đàn ông mà theo em mô tả, dạ, sống chung với nhau như vợ chồng, dạ, mà quyết định mà tuyên bố là chúng tôi yêu nhau giống, dạ, như các cặp tình nhân khác anh đã từng gặp, dạ, thì em sẽ xử lý làm sao? Thì em giờ em chỉ yêu cầu miễn vợ em thương người khác thì em vẫn chấp nhận, yêu cầu về em tiền về trả một số nợ phụ em với trả nợ bớt, rồi còn vợ em muốn đi đâu đi em giờ. Còn nếu như vợ em bây giờ xài hết tiền rồi, hoặc là thằng một cái tên nào đó lưu manh nào đó nó dụ dỗ ăn hết tiền rồi, dạ, ờ, mà bây giờ vợ em về thì em có tha thứ không? Nó không quá. Không ha. Dạ. Ờ, anh thấy em là một người đàn ông có thể là cũng rất nhiều lần. Em vợ em nhiều lần quá à? Ừ, em có thể em chia sẻ thẳng thắn rõ hơn, em đã trả nợ cho vợ em bao nhiêu lần rồi? Mới lần này lần đầu tiên anh. Lần đầu tiên mà nhiều nhất? Nhiều nhất thì mới đi vay về là gần 1 tỷ để trả nợ một số, còn một số để lại ở nhà. Còn là trả nợ một số rồi, còn một, dạ, số ở nhà. Dạ. Ừ, đang tính là giải quyết một số công việc khác. Dạ. Ừ. Vợ em đi mấy giờ thì em không biết nhớ được, đúng không? Em không biết luôn, tại em lúc đó em đang ở dưới quê, em đang lên. Ừ. À, thực sự câu chuyện mà vợ mà ôm tiền đi theo nhân tình thì không phải là không có, mà xảy ra rất nhiều. Có trường hợp ôm lên 7-8 tỷ, có trường hợp là lừa chồng, chồng cũng ở miền Tây, khu An Giang, Tiền Giang gì đó, lừa chồng mà bán 3-4 căn nhà đi và trả cả xe hơi đi, để mục đích chính là hai vợ chồng sống một chỗ khác tốt đẹp hơn. Đến khi mà đưa cho chồng hơn 10 triệu, chồng về quê thăm gia đình, là vợ ở đây là cũng cao chạy xa bay luôn. Đến giờ phút này các anh cũng tìm được ra rồi, nhưng mà rất lấy làm tiếc là tiền không còn. Đó. Đó, tiền không còn, mà có còn thì cũng giấu à. Đó. Thế nên là thực sự là những cái câu chuyện mà đi tìm vợ mà tìm tài sản thì các anh em đây cũng chưa biết là tiền vợ em xài còn không. Nếu như vợ em khôn khéo, mà nếu khôn khéo thì chắc chắn là vợ em sẽ không đi, mà nếu đi cũng không ôm tiền, đúng không? Dạ. Nếu vợ em thực sự mà muốn thương người ta thật, mà thương con em, thì vợ em đi trước khi đi không để lại cho em một cái gánh nặng là em phải vừa nuôi con vừa phải trả nợ. Nhưng đây là chắc chắn là vợ em đã quá say người ta rồi. Đây là anh mới gặp mấy ngày nhưng mà nó say nhau từ lâu rồi chứ không phải là mới đây nữa. À, vậy là cái thông tin thanh niên này gọi thuộc con người cũng bất hảo, đúng không? Không phải con người lương thiện, dân cao thủ, đúng không? Rồi, bất kể thành phần nào của xã hội vi phạm pháp luật thì các anh em hiệp sĩ Bình Dương đều giúp được hết, không có vấn đề gì quan trọng, chứ không quan trọng người ta là gì, người ta là ai. Mới ra, đúng không? Mới ra mà sao, tại sao vợ em lại quen một người đàn ông giống như vậy thì anh cũng chưa có thể mô tả được. Có thể là những đối tượng này, những thành phần gọi lưu manh côn đồ, thậm chí không nhà không cửa, lang thang, chỉ search trên Facebook, trên TikTok này để dụ một số chị em phụ nữ để lừa đảo, lừa tình và lừa tiền. Bây giờ này video không có dài, nhưng có thể là chia sẻ cái câu chuyện như vậy chắc chắn là sẽ nhiều người hiểu cái câu chuyện này. Em có điều nào em mong muốn vợ em, hy vọng là em chia sẻ thẳng thắn và rõ ràng hơn, tình cảm hơn, ngọt ngào hơn. Dạ, em chỉ mong muốn vợ em giờ về ở với con em thôi cũng được, còn không ở với em cũng vẫn được, yêu cầu về chăm sóc con em thôi. Còn các vấn đề khác em có thể em bỏ qua không? Các vấn đề khác em bỏ qua hết rồi. Nếu mà vợ bây yêu giờ cầu về ở với con em, chăm sóc con em thôi, còn riêng em thì em không thương em cũng vẫn bình thường anh, em không có gì. Nếu bây giờ vợ em về nhận lỗi với em là có thời gian rồi có xe nắng xe mưa mà sống chung với người đàn ông khác, mà bây giờ thì mong em tha thứ, mà tiền xài hết rồi. Em cũng đã tha thứ hết một lần như vậy rồi. Đã có một lần như vậy rồi, nhưng mà vợ em vẫn chính nào tật đó. Vậy này cũng... em yêu cầu gì chứ, về sống nuôi con em thôi.
còn không cần ở với em cũng được. Dạ không cần ở với em cũng được. Chứ không nhất thiết đúng không? Dạ. Chứ không nhất thiết phải ép buộc, buộc phải về sống với em. Dạ. Còn thực sự mà vợ em không thương em nữa thì cái vấn đề em đó em vẫn cũng bình thường, anh không có vẫn gì phải chấp nhận đúng không? Dạ. Bởi vì đó là duyên phận rồi. Tại vì cũng 5-6 năm nay cũng đã tình cảnh đó cũng như vậy rồi. Vì vậy trong cái câu chuyện này anh không mong muốn những cái cuộc tìm kiếm mà chia rẽ đúng không? Dạ. Anh muốn hàn gắn lại tất cả các cặp vợ chồng, con có cha, chồng có vợ. Em cũng muốn con em cho có mẹ thôi, em níu kéo tới ngày hôm nay luôn. Chắc chắn là trong thời gian rồi em cũng trong mọi cuộc sống rất u ám đúng không? Em khổ tâm lắm rồi. Nhiều năm rồi. Nói chung là gia đình vợ biết hết đúng không? Dạ bây giờ bên vợ em biết hết. Gia đình em có biết chuyện đó, em có chia sẻ cho gia đình không? Không, em ít nói với mẹ em. Em âm thầm chịu đựng. Một người đàn ông có thể là hiền lành, chân chất, đúng chân quê, nhưng có thể là rất tự tin và rất thẳng thắn. Đổ qua nhiều chuyện rồi. Câu chuyện này rất đau lòng. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Em con gái, con cho chú hỏi là con tên gì con? Con này nói lớn rồi. Nói lớn rồi. Con tên gì? Lời Khánh. Lời Khánh. Lời Khánh. Con mấy tuổi rồi? 7 tuổi. Con có nhớ mẹ không? Nhớ nhiều quá. Nói lớn hả? Nhiều. Con nói to lên. To lên. Dạ nhiều. Mẹ về mấy con thương mẹ. Nói đi nói con. Đi. Nói đi, nói đi. Khóc nữa đó. Nói đi con. Ngày nào khóc á. Nói đi. Con nói đi. Con nói đi con. Con nói, nói đi. Nhà mẹ cho thương. Cho mẹ về. Nói đi, đặng người ta về tìm mẹ. Nói chú tìm mẹ cho con nhé. Dạ. Nói đi. Thì chú tìm mẹ cho con. Nói đi con, nói đi. Mẹ nhiều lắm. Nói. Nói ta, nói ta. Nói đi. Nói đi con. Ngoan đi cho nói thương con nha. Nhớ mẹ nhiều. Con nhớ mẹ nhiều. Mẹ sợ. Mẹ nên sợ. Thôi cho con. Câu chuyện này phải nói là vô cùng phức tạp. Thực sự là rất phức tạp. Đây là một gia đình nhà. Hai chị em ruột của vợ và người con và người chồng về đây tìm vợ và tìm mẹ, chị tìm em. Mình chia sẻ một cái câu chuyện phải nói là rất đắng cay. Là vợ đã từng bỏ đi rồi, mà đã từng có những cái vợ gia đình đã phải lục đục nhất rất nhiều rồi, chồng đã phải trả nợ cho vợ rồi. Bây giờ là rất lấy làm tiếc về vợ trước khi đi mà ôm em một tài sản rất lớn, rất nhiều. Và đến giờ phút này là đi theo nhân tình nhưng mà để lại một số nợ rất lớn. Người chồng bây giờ phải tự phải chịu trách nhiệm, phải trả. Em có mong muốn điều gì cho thanh niên đó? Hãy buông tha vợ em ra. Em vợ mong muốn sao để vợ em quay về nuôi con em thôi. Còn em không muốn gì vợ em giờ. Em chỉ mong về nuôi con em thôi. Còn vợ em muốn làm gì làm cũng được. Bây giờ các anh em này sẽ tìm cách tìm hiểu để xem thanh niên đó đang sống ở đâu và sống với ai. Nếu sống với vợ em thì các anh em này sẽ gọi gia đình mình tới để có cách giải quyết, được không? Dạ. Thì gia đình em thì trước mắt em đến giải quyết bằng hình thức như thế nào? Chỉ kêu vợ về thôi chứ giờ em không biết sao, kêu vợ về để giải quyết chuyện gia đình thôi chứ. Về ở với con thôi. Còn nó không về kêu trả tiền lại cho mẹ trả nợ, em cũng không đi đâu đi. Bây giờ như này là, như này là chán lắm rồi đúng không? Thực sự là rất chán rồi. Con gì mẹ gì không biết thương con cái nữa. Đi bỏ tiền lại cho nó nuôi con cái được. Rất đau lòng. Con nhỏ xíu, chồng thì làm lũ làm lụng suốt ngày suốt đêm để kiếm tiền. Vợ thì lấy tiền ở nhà đem cho người khác hưởng. Câu chuyện, những câu chuyện này rất hiếm đó. Rất hiếm như có thể xảy ra như vậy. Ví dụ như vợ em mà không có chồng hoặc bỏ chồng rồi mà ôm tài sản mà cho một người tình ăn mà người tình nó lừa, thì đó là xảy ra nhiều, rất nhiều. Thế nhưng mà đặc biệt là những cái câu chuyện mà đang sống với nhau mà vợ lén lút cầm tiền của gia đình đi, cầm tiền của chồng đi để cho người đàn ông khác hưởng, gọi là cho nhân tình mình hưởng, là câu chuyện rất khó, rất hiếm có thể gặp được. Đây là một cái câu chuyện hết sức đau lòng. Có lẽ là vợ em thực sự là say nắng say mưa thật rồi. Hy vọng là em gái xem được video này, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đăng tải này, thì em gái hãy mau sớm giác ngộ, tỉnh lại và quay trở về đoàn tụ cùng gia đình, cùng mấy con với chồng của mình. Bởi vì không đâu bằng chồng mình, vì chồng mình là một người lao động chân chính và rất thật thà, hiền lành. Đã tha thứ cho em rất nhiều lần nhưng có thể là em vẫn không có thay đổi. Hôm nay thì em quyết định em cầm đi rất nhiều tiền của gia đình đi. Đến giờ phút này chồng và con và các chị rất bơ vơ để tìm những thông tin, tìm em là một phần, tìm tiền, tài sản để về trả nợ là hai. Hy vọng là em gái đang sống ở đâu đó, sống với nhân tình hoặc sống với một người đàn ông hoặc
đang ở đâu đó thì có thể xem được video đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương. Nếu là thực sự em không muốn về nữa thì em có thể liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương theo số điện thoại là 0913 785858 để các anh em này tìm cách giúp em tháo gỡ cái mối này, tránh tình trạng là đôi khi là mình vì một cái hậu quả đôi khi là mình say nắng say mưa, mình cầm tiền của gia đình đi, và bây giờ không may mà mình bị lừa xài hết rồi, mà bây giờ mình không dám quay về, mà không dám lên tiếng, thì đây là một cái cơ hội cho em để em quay về. Hy vọng là em gái em hãy quay trở về. Em gái em đây là em là chị ha. Rồi mời em có thể em chia sẻ một đoạn câu chuyện rất ngắn cho anh hỏi là em là chị hai hay chị mấy, chị thứ mấy? Chị thứ hai. Rồi em có thể em chia sẻ về em gái của em đi cho mọi người biết. Chia sẻ sao anh? Em gái của em này đi lâu chưa, em có biết tính tình em gái em sao? Trời ơi, tình nó ngang bướm lắm. Tính ngang bướm à? Ngang từ nhỏ hay sao em? Ai nói cũng không có nghe đâu. Chồng nó cưng nó dữ lắm luôn á, không làm động móng tay móng chân đâu mà nó cỡ đó mà. Chồng không bắt làm được gì hết, rất thương đúng không? Chỉ cứ ra chợ thôi chứ về nhà là có người cơm nước dưng tới miệng luôn rồi. Cơm bưng bánh chót rồi, rất sướng rồi. Sướng lắm. Tiền bạc thì xài nhẩm nha, quần áo thì ở nhà đếm không hết á. Rồi em mong muốn nhất điều gì của em gái của em? Em chia sẻ thẳng thắn để cho em gái em xem được video này. Em chỉ kêu nó quay về trả tiền ra đây. Em mong muốn cho thằng chồng nó nuôi con đó. Còn nó muốn đi đâu đi thử, người ta không có tiền thử người ta có thương nó không? Chắc thì người ta không có tiền là tao không có thương nó rồi đó. Thì thấy nó biết nó có tiền đâu mà, nó nói với người ta mà. Số tiền này 500-700 triệu nó cũng rất lớn, nhưng nếu mà để mà ăn ấy, thì chỉ một vài tháng là hết à. Nhưng nó còn điện về nhà hỏi thử ơi, có tiền tài sản gì nó chia nữa đó. Không bao giờ cho chia nữa. Không chia được, tại vì đi theo trai là đâu có có quyền để chia nữa đâu. Còn tiền là để cho con cái đồ. Nó còn điện về nhà nó nói người ta là nó còn tiền nhiều lắm. Nên nó chia ra đó. Bọn nó tiền nhiều lắm cho nên thanh niên kia nó đang dụ dỗ, có thể là nói dụ á. Em chỉ mong nó coi thử nó không có tiền trong người thử thằng đó nó có thương nó hay không. Chồng con thương vô bờ bến nó hớ hớ biết đường luôn rồi. Mà còn cỡ đó. Nghe lời người ta có 5-7 ngày vậy đi theo. Kiếm là một người chồng mà hiền lành như này rất khó. Tại vì em cũng nói qua em nói thưa chiều nó quá nó sanh tật. Muốn gì là được nấy. Muốn đi đâu cũng chở. Hư hết biết nói. Con thì 2-3 đứa. Tiền bạc là tự một mình vợ em quản lý đúng không em? Em trai. Hai chồng quản lý là hai chồng chung. Mà ai là người cầm tiền nhiều nhất, ai là người sử dụng tiền thoải mái nhất? Thì để trong tủ mà anh em mới ấy gì đó. Ai người xài. Dạ. Nhưng mà vợ em mà xài nói chung là em không có kiểm soát đúng không? Dạ không, em xóa. Muốn xài gì xài em không cấm dạ. Đúng không? Không không. Tự do. Mua sắm gì là kiểm soát nó đâu có được. Nó muốn tự do mà nó nói gì đó. Tự do nếu mà đi thanh niên này tới sớm muộn là tới đây có ngày cháu không có một phút. Không, em nói em ở trong nguyên gia đình em nói rằng là hết tiền là thằng này đá rồi. Chắc chắn rồi, nó đi lừa người khác. Bởi vì sống bằng nghề đi lừa tình như tại mà. Vì đàn bà có chồng có con mà nghĩ sao thanh niên mà thằng nào đeo ở. Chỉ có tiền nó mới đeo thôi. Tại nó ngu quá giờ mấy đường nói. Em là một người chị hai, hôm nay em cũng về đây để chia sẻ thẳng thắn cái câu chuyện này lên. Thì các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương cũng ghi nhận cái thông tin của gia đình mình. Thì các anh em cố gắng đăng tải chia sẻ trên các trang mạng xã hội, gia đình mình có đồng ý không? Đồng ý anh. Rồi. Nói sao biết để nó tưởng đâu là tài sản nó chia được. Nhưng mà thật sự người ta nói là lấy tiền theo trai tao đâu có chia đâu. Để nó ôm cái mộng là chia tài sản không đó. Rồi, hết hy vọng đi đúng không? Dạ, cho nó hết hy vọng đi. Rồi anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của toàn thể gia đình mình. Thực sự những cái câu chuyện mà chồng đi tìm vợ, vợ bỏ đi theo những người đàn ông khác là câu chuyện này có thể một ngày các anh em mới tiếp nhận, có thể là một ngày hàng vài chục trường hợp. Nhưng đây là một trong những trường hợp điển hình rất đặc biệt. Vì có người chị vợ về đây làm chứng và đứng chứng kiến sự việc từ đầu đến đuôi cái câu chuyện mà có thể hiểu rõ cái lộ trình cái câu chuyện này. Và chính người chồng hôm nay thì thực sự về đây chia sẻ những cái câu chuyện mà rất cảm xúc, rất chân thật. Một người đúng một người chân quê nhưng mà nói chuyện rất thật thà và thẳng thắn mà rất dứt khoát. Có những là không lưu kéo, nếu mà cố tình muốn đi thì cứ cho đi, cũng không xin xỏ. Còn nhiều một số thanh niên khác thì dù rằng biết vợ mình đi theo trai nhưng mà vẫn xin xỏ, vẫn quỳ lụy, cầu xin. Nhưng mà càng như vậy thì vợ càng không mà quay về. Đó, bởi vì giữ được người ở không thể giữ được người đi. Thì thôi hôm nay anh em ở đây, anh thực sự là thấy cái câu chuyện này rất cảm động, rất đau lòng. Là bởi vì một người vợ quá sung sướng đi theo một người đàn ông khác để ôm theo rất nhiều tài sản. Đây là một cái câu chuyện, một đề tài rất nóng trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua.
video cũng rất dài rồi. Cho phép anh xin được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương, anh xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe toàn thể gia đình em. Chúc các anh em ở đây, chị em ở đây luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì có một cuộc sống, một tương lai vững chắc, tốt đẹp hơn. Hy vọng cho em trai kia tìm vợ trong thời gian tới, vợ về hay không về, nhưng mình phải có đủ một cái bản lĩnh, một người đàn ông. Hy vọng là em đã đủ năng lực, đủ sáng suốt để em lựa chọn. Em biết là cái nào lên rừng và cái nào lên buông, em nhé. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, công trần xin phép là được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên công trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn.